Số 1. Con gái tôi đã làm bạn với ma. Như các bạn cũng đã biết, trẻ em có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể thấy được. Kể cả khi những đứa bé gặp ma quỷ thì chúng cũng không tỏ ra sợ hãi, vì trẻ con chưa nhận thức được điều đó. Cũng như trường hợp của một bé gái trong đoạn video sau đây, người bố của cô bé nói rằng, dạo gần đây anh ta thường xuyên nhìn thấy cô con gái của mình hay nói chuyện với một thứ gì đó ở trong phòng. Anh đã nhiều lần đi vào để kiểm tra nhưng không thấy bất kỳ ai ở đó. Vì quá tò mò về bí ẩn trên, ngày hôm nay trong lúc cô con gái đang ngủ, anh ta đã bí mật đi vào phòng để kiểm tra, thì đó cũng là lúc anh ta trông thấy một hình dáng thật sự đáng sợ. Như bạn có thể thấy, người bố đi chậm chậm vào phòng để không đánh thức cô con gái. Anh ta bắt đầu kiểm tra quanh chỗ cô bé đang nằm. Thì ngay lúc này, ngay khi anh ta mở chiếc chăn kia ra, một linh hồn của một cô bé nào đó đang nằm cạnh con gái của anh ta. Đáng sợ hơn nữa là linh hồn kia còn nở một nụ cười rất man rợ. Điều này khiến người đàn ông giật bắn người. Anh ta đã lập tức bế cô con gái chạy ra ngoài. Lúc này anh ta mới tin rằng, con gái của mình đã làm bạn với một hồn ma, thật đáng sợ. Còn bạn... Bạn đã bao giờ bắt gặp trường hợp trên ở ngoài đời chưa? Mong bạn hãy cho tôi biết ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Đoạn video tiếp theo đây cũng đã được quay tại Nhật Bản. Theo như video bạn có thể thấy, một nhóm bạn đang tổ chức sinh nhật cho một cô gái ở trong nhóm. Ban đầu mọi chuyện vẫn rất bình thường. Nhưng sau khi họ tắt đèn để cô gái cầu nguyện và thổi nến, thì đó cũng là lúc máy quay của họ đã quay được một thứ gì đó thật sự đáng sợ. Nếu như bạn quan sát kỹ, phía sau lưng cô gái kia đã xuất hiện một khuôn mặt rất bí ẩn. Đó trông rất giống linh hồn của một người đàn ông. Lúc này mọi người bên trong phòng vẫn không phát hiện ra sự hiện diện của linh hồn kia. Nhưng sau khi xem lại đoạn video trên, họ đã thật sự sốc khi đã có một linh hồn đang chung vui với họ. Thật đáng sợ. Theo bạn, hình dáng đã xuất hiện trong đoạn video trên có phải là một linh hồn nào đó hay không? Hay đây chỉ là một phản xạ ánh sáng nào đó? Mong bạn hãy nói lên suy nghĩ của mình ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Số 2. Điệu nhảy bí ẩn Serbia Dancing Lady. Dạo gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều đoạn video bí ẩn về một cô gái Serbia nhảy một điệu nhảy rất bí ẩn ở ngoài đường vào giữa đêm. Theo như nhiều lời kể của những người đã chứng kiến cảnh tượng bí ẩn trên, họ cho biết nếu bạn nhìn thấy người phụ nữ trên, hãy nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi đó, còn nếu không bạn có thể sẽ bị cô ta làm hại. Và đây là một số đoạn video mà người dân đã quay lại được. Mời các bạn cùng theo dõi. Jeste dobro? Jebote, šta radi ona? Thank you.
Tuy tôi không biết những tin đồn trên có thật sự có thật hay không, nhưng tôi cũng khuyên các bạn nên tránh khi nhìn thấy người phụ nữ trên. Chúng ta nên bảo vệ cho chính bản thân mình. Còn bạn, bạn nghĩ sao về người phụ nữ bí ẩn và điệu nhảy đáng sợ trên? Hãy nêu lên ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Số 3. Hồn ma xuất hiện bên trong nhà. Một người đàn ông đã chia sẻ một đoạn video bí ẩn ngay bên trong chính ngôi nhà của anh ta. Theo như anh ta kể lại, ngày hôm đó anh cùng cậu con trai của mình đang ngồi xem TV bên trong nhà. Ban đầu thì mọi chuyện vẫn rất bình thường, nhưng sau đó một lúc, dường như họ đã được một thứ gì đó ghé thăm. Như bạn có thể thấy, một hình dáng mập mờ trông giống như một người phụ nữ đã xuất hiện từ hư không và lướt qua chỗ họ đang ngồi. Nó còn phát ra một âm thanh rất chói tai, trông thật sự đáng sợ. Vì quá bất ngờ về hình dáng bí ẩn kia, hai bố con họ đã chạy ra khỏi nhà và ở nhờ nhà hàng xóm một đêm để lấy lại bình tĩnh. Tôi nghĩ rằng ngôi nhà của họ đang có một linh hồn đang trú ngụ, thật đáng sợ. Còn bạn, bạn nghĩ sao về đoạn video trên? Hãy nêu lên ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.